Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đức, kính thưa toàn thể đại chúng Phật tử. Vào hàng năm như thế, đạo tràng Thiên Phước chúng ta tổ chức lễ hội Vu Lan nhằm tôn vinh ngày kỷ niệm về mẹ. Dù người còn hay người đã mất thì hình ảnh người mẹ lúc nào luôn luôn cũng là cây cao bóng cả, là chỗ dựa nương cho tất cả những người con sớm tối đi về. Thật vậy, nhưng có những người lại bất hạnh, không còn cha và cũng không còn có mẹ bên đời. Nhân mùa lễ hội này, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được chia sẻ và ngậm ngùi, thầm lặng chia buồn với tất cả những ai đã mất mẹ và chúc mừng cho những ai còn mẹ. Xin quý vị hãy nương về mà nhìn lại mẹ của mình. Sáng hôm nay, đạo tràng Thiên Phước được sự tiếp đón và nhận lời mời của ban tổ chức, sự hiện diện của nữ ca sĩ Họa Mi đã trở về Thiên Phước sáng hôm nay để tham dự lễ hội Vu Lan và nói lên tinh thần hiếu đạo. Cách mấy mươi năm, mẹ con đã tạm biệt mãi mãi, không bao giờ gặp lại được trong khung cảnh giữa thế gian mịt mờ giông bão này. Kính thưa ca sĩ Họa Mi, thầy rất biết rằng khoảng thời gian gần đây cô thường về Việt Nam để làm giám khảo vào những cuộc ca nhạc để chấm điểm cho các em thí sinh. Song song đó, thầy được biết rằng cô là một người con không còn cha cũng không còn mẹ từ thuở bé. Đến phút giây bây giờ, hai tiếng mẹ ơi, cô vẫn không được gọi như những người con khác. Giờ đây, nơi lễ hội Vu Lan này, xin được thay lời ban tổ chức có một câu hỏi mà gửi đến ca sĩ Họa Mi. Hãy chia sẻ với những nỗi niềm của mình trong mấy mươi năm qua, và cô xuất thân từ nơi nào, và làm sao cô được lưu lạc sang đất xứ người để tìm mưu sinh và lập thân nơi đó. Xin mời ca sĩ. Dạ, trước tiên con xin kính chào quý hòa thượng, quý thầy, quý cô. Và Họa Mi rất cảm ơn thầy Ngọc Tưởng đã có lời mời Họa Mi đến đây để chia sẻ trong ngày Vu Lan, là cái ngày lễ mà Họa Mi nghĩ rằng khi năm nào tới ngày lễ Vu Lan thì cũng làm cho Họa Mi cảm thấy lòng mình se thắt lại. Tự vì nếu mà để mà nói về ơn nghĩa cha mẹ thật sự thì đứa con nào cũng muốn mình được còn đủ cha, đủ mẹ, và đứa con nào cũng muốn được chăm sóc cho cha mẹ khi cha mẹ mình đã già yếu. Nhưng mà cũng tùy theo trường hợp, thì cái trường hợp của Họa Mi thì không được may mắn đó. Họa Mi cũng xin nói rằng mình là một người đã mất cha từ năm 11 tuổi. Và khi cha mất thì mẹ cũng buồn quá và bệnh luôn 6 năm trời và cũng mất luôn. Thì trong lúc đó thì Họa Mi còn rất là nhỏ. Thật sự là nếu mà nói mẹ chăm sóc cho Họa Mi hoặc là cha chăm sóc cho Họa Mi khi còn thơ ấu thì không có. Tự vì trong cái thời gian mình còn nhỏ thì cha cũng bệnh mà mẹ cũng bệnh. Cho nên chính Họa Mi là người vừa đi học mà vừa chăm sóc cho cha mẹ. Cái điều đó không phải là một cái điều mà mình mong ước, là tự vì mình không muốn cha mẹ mình bệnh, mà mình không có muốn cha mẹ mình phải chịu cái cảnh đau khổ
chịu đựng trong cái cơn bệnh hoạn như vậy, mà trong khi Họa Mi còn quá nhỏ. Nhưng mà có thể là mỗi một người có một cái số phận, cho nên là sau khi 6 năm mẹ Họa Mi bệnh thì cũng đã qua đời. Lúc đó là Họa Mi 18 tuổi. Trong thời gian mà Họa Mi vừa đi học vừa lo nuôi mẹ trong nhà thương mỗi một ngày, thì thật sự thì đời sống mình cũng không có dư dả, tại vì mình cũng không có đủ điều kiện để mà ăn học đàng hoàng như tất cả mọi người. Nhưng mà được cái may mắn là Họa Mi được thi đậu vô trường nữ trung học Gia Long, cho nên không phải đóng tiền học. Nhưng mà có một cái người thầy, một người thầy dạy về đàn tranh ở trong trường nhạc, thì rất là thương cho hoàn cảnh của Họa Mi, cho nên người thầy đó mới nói rằng khi mà Họa Mi học 4 năm trong trường quốc gia âm nhạc về hát, thì gặp một người thầy dạy đàn tranh, và Họa Mi có tham gia trong cái chương trình ca hát của trường, và thầy là người hướng dẫn Họa Mi hát luôn dân ca, hát luôn nhạc mới, nghĩa là đại khái là Họa Mi hát được rất nhiều là nhờ các thầy chỉ dạy. Thì người thầy đó thấy Họa Mi có một mình mới nói rằng: con ơi, thầy coi con cũng giống như là một người con. Nếu con có cần quần áo hay có cần sách vở thì con cứ nói thầy, thầy sẽ giúp đỡ cho con. Thì trong cái thời gian mẹ Họa Mi bệnh như vậy, Họa Mi phải nhờ vô một cái sự giúp đỡ của người thầy là tiền quần áo hay là tiền sách vở, là chính cái người thầy đã giúp cho Họa Mi. Thì cái ngày mà mẹ Họa Mi mất thì có lẽ là cái ngày đau khổ nhất. Họa Mi không bao giờ quên được hình ảnh của người mẹ thân yêu của mình, là tại vì mẹ Họa Mi rất là hiền lành, chưa bao giờ la rầy những đứa con một tiếng lớn, tiếng lớn, tiếng nặng. Và ngay cả ba Họa Mi cũng vậy, rất là yêu con, là tự vì Họa Mi là một đứa con gái duy nhất với lại hai người anh trai nữa, cho nên là Họa Mi được cưng lắm. Họa Mi cứ nhớ hoài là trong cái lúc mà khi mà ba Họa Mi còn sống mà đã bệnh rồi, thì ba của Họa Mi là làm về cái nghề kiểm lâm, tức là về rừng cây đó, thì mới đóng một cái giường rất là lớn, bề ngang 2 thước, bề dài 2 thước, rất là đặc biệt. Và vì cưng cái cô con gái út của mình, cho nên rằng là ông già thì nằm một bên, để một cái gối ôm, kế đó là cô con gái, và chót cùng á là mẹ của Họa Mi là nằm ngang ở dưới chân. Có nghĩa rằng ba Họa Mi rất cưng Họa Mi, và mẹ thì cũng là một người đàn bà lúc nào cũng hiền dịu và chiều chồng và thương con. Thật sự thì cái hạnh phúc đó nó không được kéo dài. Nếu mà được ba mẹ mà sống lâu thì có lẽ Họa Mi rất là sung sướng, là tự vì là một đứa con út được rất là thương. Nhưng mà cuộc đời thì quý vị cũng thấy là không có bao giờ hoàn toàn hết, không bao giờ được cái gì đầy đủ hết. Thì Họa Mi bị hụt hẫng, cha mất lúc 11 tuổi vì bệnh ung thư. Và sau đó 6 năm mẹ triền miên đau cũng bệnh ung thư. Thì năm 18 tuổi Họa Mi đang học trường quốc gia âm nhạc, thì cơ may là tại sao Họa Mi được bước vào cái ngành nghề này, là tại vì có một ông nhạc sĩ nổi tiếng, đó là ông Hoàng Thi Thơ. Tự nhiên ông Hoàng Thi Thơ đến tìm Họa Mi khi Họa Mi còn học trường quốc gia âm nhạc, thì ông mới đề nghị rằng ông muốn đưa Họa Mi vào con đường chuyên nghiệp. Thì Họa Mi nói rằng: thưa chú, cháu yêu ca hát, nhưng mà cháu không nghĩ rằng cháu sẽ là một người ca sĩ vì yêu ca hát mà thôi. Thật sự hồi xưa ba của cháu thích cháu hát cải lương, chứ không phải là thích cho cháu hát tân nhạc. Ba cháu thì mong muốn rằng
khi mà cháu biết hát thì cháu hát cải lương cho ba cháu nghe chơi thôi, chứ không phải là một nghề ca sĩ. Nhưng mà ba đã mất rồi, và sau đó là mẹ, thì mẹ cũng không có ý kiến gì cả. Khi mà trong lúc ông Hòa Vị Thơ nói như thế thì Họa Mi mới nói rằng: cháu chỉ mong muốn rằng khi chú đưa cháu vào cái nghề ca hát này, thứ nhất là cháu có thể tự nuôi thân cháu được. Tự vì bây giờ không có ai nuôi cháu hết, mà cháu phải sống nhờ vào gia đình của người anh của cháu. Họa Mi có hai người anh. Thì từ đó là Họa Mi được ông Hoàng Thi Thơ đưa vào cái làng âm nhạc. Và chính nhờ ông Hoàng Thi Thơ mà Họa Mi đã có cái tên Họa Mi ngày hôm nay. Cái điều đó thì Họa Mi cũng xin chia sẻ rằng cái cuộc đời của Họa Mi khi mà ra cuộc đời này thì chỉ có một thân một mình. Và cho mãi tới bây giờ, Họa Mi có chồng, Họa Mi có con. Cho nên khi mà nghĩ tới mẹ của mình, mỗi một lần mẹ thường hay nói: con ơi, mẹ mong rằng một ngày nào đó con ra trường, mẹ con mình có một mái nhà, mẹ con mình sống chung với nhau và con lo cho mẹ. Tự vì thật sự Họa Mi sống chung với gia đình của người anh của Họa Mi thì cũng không được vui lắm. Có nhiều điều mà mình cũng không thể nói ra được, nhưng những cái nỗi khổ của người mẹ và những cái điều mong ước của người mẹ thì Họa Mi không có làm được. Khi mà Họa Mi chưa bước chân ra khỏi cuộc đời, chưa có làm được một cái đồng tiền để mà có thể báo hiếu cho người mẹ. Tại mẹ của Họa Mi rất là hiền lành, là một người đàn bà không bao giờ làm phiền và không bao giờ làm cho những người chung quanh phải buồn phiền vì mình và các con, hết lòng vì các con. Cho nên cái điều mà Họa Mi cảm thấy hối tiếc và hối tiếc cả cuộc đời mình là tại sao khi mình không có được cái phương tiện thì mẹ mình còn sống. Mà khi mà mình đã ra đời, mình đã có tiếng tăm, mình đã có tiền bạc thì mẹ mình đã không còn nữa. Cái điều đau khổ nhất của Họa Mi là như vậy. Xin thưa tất cả đại chúng, tuy cô Họa Mi là một ca sĩ được nổi tiếng, được rất nhiều người mến tặng, nhưng một tình thương vô bờ bến lại không còn với cả mình khi mình đã thành tài và đứng trên danh lợi của thế gian. Thầy cũng xin theo lời cho ban tổ chức chia sẻ một nỗi niềm mất mát to lớn này đến với ca sĩ Họa Mi. Và trong khoảng thời gian khi mà cô đã mất đi rồi thì lúc bấy giờ cô bằng cách nào để có được cuộc mưu sinh cứu sống, và bằng cách nào cô được sang luôn là nơi xứ người? Xin cô hãy trình bày với toàn thể Phật tử nghe. Dạ thưa thầy, khi mà Họa Mi bước chân ra với cái nghề ca sĩ được nhờ ông Hoàng Thi Thơ hướng dẫn, thật sự là một sự may mắn. Có lẽ là không bao giờ Họa Mi nghĩ rằng mình được. Tự vì Họa Mi là một người con gái không có quen biết với ai hết. Mình cũng nghèo, mình cũng không có một cái địa vị nào hết. Mình chỉ biết là đi học, một ngày sau là mình nghĩ rằng sẽ học nghề làm cô giáo. Và cô giáo đó sẽ có đồng lương và sẽ có một cái mái nhà nhỏ nhỏ để mà có thể phụng dưỡng người mẹ của mình. Nhưng nhờ cái nghề ca sĩ mà Họa Mi có thể sống được và nuôi thân của mình cho đến ngày mà Họa Mi ông được tiếp tục hát cho đến ngày năm 1975 thì ông Hoàng Thị Thơ ông đã đi sang Nhật để mà biểu diễn, thì Họa Mi cũng mất một người thầy.
mất một người thầy để dìu dắt mình. Lúc đó Họa Mi mới có 19 tuổi và bắt bước đầu bước sang năm 20 tuổi thì là rất là trẻ. Dù rất trẻ nhưng Họa Mi cũng đã có tên tuổi thành danh rồi. Thì Họa Mi ở lại Việt Nam và cũng tiếp tục con đường ca hát. Và sau đó chùa Họa Mi lập gia đình. Thật sự Họa Mi lập gia đình rất là sớm, là năm 21 tuổi. Vì nói thật ra thì cũng là một cái sự tìm đến một cái mái nhà để mình có một cái chỗ nương tựa. Tự vì một người con gái mà sống một mình thì Họa Mi cảm thấy mình cũng cảm thấy mình cô độc lắm. Mình không cha không mẹ thì thôi, thì có một cái người mình có thể nương tựa để có một cái mái ấm, thì Họa Mi mới đồng ý lập gia đình năm 1976. Năm đó Họa Mi 21 tuổi. Thì sau một thời gian, có lẽ rằng chồng của Họa Mi thì cũng không được may mắn lắm, là tự vì ông ấy bị một cái bệnh nan y là bệnh mắt. Thì Họa Mi cũng sanh được 3 đứa con, 2 đứa trai, 1 đứa gái. Thì Họa Mi cũng đem chồng đi trị bệnh mắt hết, từ nhà thương, từ bác sĩ, từ bấm huyệt, từ nhân điện đủ thứ. Nhưng mà bệnh mắt của chồng Họa Mi không hết, là vì bác sĩ nói là một bệnh hiếm trên thế giới. Cho nên rằng cái năm mà Họa Mi được mời sang Pháp để mà trình diễn cho những người Việt Nam tại Pháp, thì Họa Mi quyết định ở lại Pháp và để có một cái cơ hội có thể đưa chồng của mình qua để mà trị bệnh, và sau đó là được đoàn tụ với các con và đưa cho các con ăn học. Cái đó là lý do tại sao mà Họa Mi đã định cư tại Pháp. A Di Đà Phật. Vừa qua quý vị Phật tử chúng ta đã lắng động tâm tư, lắng nghe được những lời chia sẻ thật lòng của một người con đã mất đi một tình cảm quý báu nhất, đó là người mẹ của mình, và song song bên cạnh cũng là người cha đã mất đi. Và quý vị nhìn thấy cuộc đời của một ca sĩ không phải là suôn sẻ như chúng ta xem qua một màn ảnh, một đĩa VCD, mà chúng ta hãy nhìn vào thực tại cũng trôi nổi bấp bênh theo dòng đời, bởi vì con đã không còn mẹ nữa. Xin thưa với ca sĩ Họa Mi, hôm nay ban tổ chức rất là vinh dự để đón tiếp ca sĩ. Mặc dù tuy cô cũng lui về tới Việt Nam rất thường, nhưng mà lần đầu tiên cô bước chân về đến nơi đạo tràng Thiên Phước, nơi vùng sâu, vùng xa này, để chia sẻ và nói lên những nỗi niềm mất mát của mình đã mất đi một người mẹ kính yêu sau mấy mươi năm. Và đến lúc yên bề gia thất, người ta thì còn có cha có mẹ để đứng ra để mà cưới gả. Còn đằng này ca sĩ Họa Mi lại không còn cha và cũng không còn mẹ. Như thế thì trong lúc lễ cưới của cô, ai sẽ là người đứng ra để mà tổ chức cho buổi lễ đó được, để ngày hôm nay cô được hạnh phúc đến bây giờ? Xin cô chia sẻ với đại chúng Phật tử. Thật sự thì Họa Mi có một cái đám cưới rất là đơn giản. Tại vì cha mẹ thì mất rồi, tiền cũng không có, thành ra cái áo cưới là cái áo mà Họa Mi đi hát đó, lấy ra mà bận. Rồi còn là bên gia đình chồng thì cũng không có giàu. Thì năm 1976 thật sự là ai cũng khó khăn hết. Cho nên rằng là làm đám cưới rất là đơn giản. Nhưng mà Họa Mi nghĩ rằng là mình khó khăn thì tất cả, đâu có phải ai cũng là một mình khó khăn như mình đâu. Thì cũng có nhiều người còn khó khăn hơn mình nữa. Cho nên Họa Mi nghĩ rằng chuyện đó Họa Mi chấp nhận. Và Họa Mi cảm thấy cũng không buồn tuổi gì lắm.
nhưng mà mình phải nghĩ rằng đó là cái số phận của mình. Cho nên khi con cũng xin tiếp nối với Thầy, khi mà con qua Pháp, con ở là năm nay là gần 30 năm, thì con đi hát lắm. Khi mà bảo lãnh được các cháu, ba đứa cháu qua, thì chỉ có bốn mẹ con mà thôi. Cho nên ở xứ người không ai lo, chỉ có một mình mẹ lo cho con. Mà Họa Mi đã không được có mẹ, thành ra Họa Mi không bao giờ có thể bỏ rơi những đứa con của mình được, mà để mà đi hát xứ này xứ kia, để mà để cho con mình ở lại cô quạnh tại một mình tại nhà. Cho nên Họa Mi quyết định là Họa Mi tạm thời ngừng hát cũng rất là lâu, thỉnh thoảng mới đi sang Mỹ để thu cho chương trình truyền hình mà thôi. Cho nên Họa Mi ít có hát show ở bên Mỹ lắm, vì Họa Mi không muốn bỏ những cái con, đứa con thân yêu của mình bơ vơ một mình, như là mình đã không có mẹ, tại sao giờ mình có con mà mình lại bỏ. Cho nên Họa Mi chịu hy sinh cái nghề nghiệp của mình. Và bây giờ các con đã lớn, Họa Mi mới quyết định về đây để mà gặp lại quý bà con cô bác là những người cùng sống trong quê hương. Và về đây điều thứ hai nữa là còn có được thăm cái hũ cốt của cha mẹ còn lại ở Việt Nam. Với điều đó là Họa Mi cũng cảm thấy là được gần gũi cha mẹ trong những ngày có ở Việt Nam này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một người mẹ tận tụy suốt đời vì con, nhưng ca sĩ Họa Mi lại bất hạnh mất đi tình thương đó. Và cô đã cảm nhận được mình đã từng mất mẹ, thì mình hãy thương con của mình nhiều hơn nữa, để lỡ mai này chúng ta không còn có dịp để chúng ta nhìn lại mẹ nữa. Mẹ là một chất liệu ngọt ngào, một tình thương sâu lắng, cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là một bầu trời, là một mặt đất. Nhưng con có bao giờ nhớ đến mẹ? Nhưng mẹ vẫn lúc nào cũng trông ngóng tin con. Mong rằng trong lễ hội Vu Lan này, Thầy tin chắc rằng thân phụ và thân mẫu của ca sĩ Họa Mi cũng sẽ ngậm cười nơi chính suối, hay là ở một phương trời nào đó, mà thấy được đứa con của mình hôm nay đã một đời người thành nhân chi mỹ, và được tiếp nối truyền thống người dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn trong ngày trọng đại này. Thưa tất cả quý vị, chắc có lẽ quý vị chúng ta ai cũng biết ca sĩ Thùy Trang là một người con của quê hương Chợ Gạo chúng ta. Và nơi đạo tràng Chùa Thiên Phước có những cuộc lễ hay những công tác từ thiện, thì sau khi ca sĩ Thùy Trang nhận được lời mời của ban tổ chức, đều không từ chối bất kỳ một cuộc lễ nào, và sẵn sàng đón nhận để chia sẻ cùng với đạo tràng chúng ta trong những năm qua. Mà khi lễ hội Vu Lan bắt đầu từ năm 2013 cho đến nay, phải nói rằng ca sĩ Thùy Trang là một người con hiếu kính đối với cha mẹ của mình. Giờ phút này trong lễ hội Vu Lan hôm nay, chúng ta được gặp gỡ và được cùng ngồi chia sẻ, nghe những lời tâm tình của Thùy Trang gửi đến quý vị sau đây. Xin thưa Thùy Trang, Thầy vẫn biết là quê của các vị tại huyện Chợ Gạo, nhưng có một lần Thầy được Thùy Trang tâm sự hồi lúc còn nhỏ, thì được mẹ dẫn lên chùa Thiên Phước này. Thì quý vị chắc có lẽ trước 20 năm đó, ngôi chùa này quý vị có hình dung như thế nào?
chứ không phải sau 10 năm như bây giờ chúng ta đang ngồi tại một giảng đường uy nghi tráng lệ như thế này. Thì Thùy Trang được mẹ dẫn đi chùa, lên ngôi chùa Thiên Phước này, và hôm nay cũng chính tại nơi ngôi chùa này Thùy Trang được ngồi nơi đây để cùng tâm sự đến quý vị. Vậy giờ phút này Thầy xin mời Thùy Trang chia sẻ đến với đại chúng Phật tử, giới thiệu về đôi nét của mình cũng như người mẹ kính yêu của quý vị trong suốt quãng đời khi còn mẹ bên cạnh. Xin kính mời Phật tử. Dạ, con kính thưa Thầy cũng như tất cả quý vị Phật tử. Con là một người con của quê hương Chợ Gạo Tiền Giang. Nhà con ở xã Đăng Hưng Phước gần chợ Ông Giang. Dạ, ngày xưa con lúc còn nhỏ xíu, khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, là con đã đi theo mẹ đến chùa này. Không hiểu sao mà cái lúc mà đi chùa thì nó xa lắm Thầy. Dạ, từ nhà đến đây mà sao con thấy đi hoài nó không tới. Mà thường là sáng sớm đi mà tới trưa mới tới Thầy. Tại vì ngày xưa là đi bộ không mà không có đi xe. Còn nhớ là mẹ đi xách cái giỏ điểm á Thầy. Dạ, rồi đi theo mẹ lõn tỏn đi theo đi đến chùa. Mà thường đi chùa là tại xa quá, cho nên là đến chùa là không có về liền, cho nên là phải ở lại ngủ một đêm. Dạ, mà mỗi lần ngủ con còn nhớ chùa ngày xưa, con xin lỗi, chùa hồi xưa nghèo lắm Thầy, rất là nghèo luôn á. Dạ, nghèo lắm. Con còn nhớ ở bên hông ở đây có một con sông nữa. Dạ, rồi tối ở lại ngủ thì nằm trên một cái phản như nè, cũng không có giường chiếu gì nữa, cứ nằm đó mà ngủ rất là ngon. Mà con còn nhớ một kỷ niệm rất là đáng thương là té xuống giường rồi cái mò ngồi dậy lên giường nằm ngủ tiếp ạ. Dạ, mà cứ những cái kỷ niệm đó thì không bao giờ quên được. Và mỗi lần mà má đi chùa là cứ chạy theo, đòi theo má cho bằng được, mặc dù đường rất là xa. Dạ. Xin cảm ơn Thùy Trang, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thì Thùy Trang đã nhắc lại những kỷ niệm mà mình đã đi qua và có gắn bó với ngôi chùa Thiên Phước của chúng ta. Nhưng mà Thầy cũng xin thêm một chút xíu này, nếu mà nói nghèo thì chưa đủ, phải nói nghèo rất mồng tơi. Dạ. Rất nghèo, xin thưa đại chúng. Dạ, cho con xin nói với Thầy là đến chùa chỉ ăn cơm với chao thôi ạ. Mà ăn sao mà nó ngon gì đâu á Thầy. Dạ. Lúc bây đó giờ không có đồ ăn nhiều. Không? Bây giờ dạ. Ăn chao nữa nổi không? Dạ, dạ cũng còn thèm ạ. Bây giờ chùa này không cho ăn chao nữa. Dạ. Sợ bị bệnh cho nên ăn món khác không cho ăn chao nữa. Dạ, ngon hơn phải không Thầy? Dạ. Dạ. Cho nên những kỷ niệm và những ký ức khó phai đó luôn luôn lúc nào cũng còn ẩn hiện trong lòng của mỗi người chúng ta khi có những cái kỷ niệm lúc còn mẹ. Và sau khi lớn lên trưởng thành thì nhân duyên nào mà đưa Thùy Trang đến con đường nghệ thuật âm nhạc? Xin mời Thùy Trang chia sẻ với đại chúng. Dạ. Ngày xưa thì Thùy Trang học ở dưới trường tỉnh, là một cô bé rất là quê mùa. Dạ, rồi khi học xong rồi lên Sài Gòn thì mình cũng không biết là lúc đó nghèo lắm, cũng không biết làm một cái gì nữa. Cho nên cứ lên Sài Gòn rồi đi ngang bên trường nghệ thuật sân khấu 2, bây giờ là trường đại học điện ảnh, có mở khóa thi. Thì Thùy Trang không có xin phép gia đình luôn, tại vì nghĩ là xin là gia đình cũng không cho theo học. Bởi vì thứ nhất là một người không có điều kiện, thứ hai là con xin lỗi là ngày xưa con rất là xấu xí, xấu lắm mà lại khờ nữa. Mà bước vào cái con đường nghệ thuật thì nó rất là chông chênh, gian nan lắm, cho nên gia đình không có cho. Nhưng mà thấy cái trường mở khóa thi cho nên Thùy Trang cứ đăng ký thi đại. Mà không hiểu sao là một tháng sau thì có kết quả là Thùy Trang đã đậu vào ngôi trường đó. Và gia đình cũng không cho đi, thì Trang mới nói là con đam mê cái nghề này, xin lúc đó thì Trang ở chung với các anh chị, ba mẹ còn ở dưới quê. Dạ, cho nên là anh chị thì không cho đi, nhưng mà hỏi ý kiến của ba mẹ thì ba mẹ cho đi. Ba mẹ nói thôi con yêu nghề ca hát thì ba mẹ cho đi. Cho nên là từ đó thì Trang bước vào trường học. Trong vòng 3 năm thì Thùy Trang hoạt động nghệ thuật đến bây giờ ạ. Dạ, nhưng mà ngày xưa mà Thùy Trang mới ra trường á thì có lời mời. Ngày xưa Trang học cải lương chứ không phải là hát nhạc.
Thì khi mà Thùy Trang ra trường á, thì có rất nhiều đoàn mời về hát các đoàn tỉnh. Thì lúc đó thân con gái cho nên gia đình cũng không muốn cho đi xa. Mà Thùy Trang rất là may mắn là được các đoàn ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh mời về cộng tác. Cho nên từ đó mà Thùy Trang bước chân qua ca nhạc luôn. Cho nên Thùy Trang không có theo đoàn nữa. Và Trang nhớ kỷ niệm lần đầu tiên mà Thùy mời Trang đi về Đà Lạt hát. Lúc đó là còn nhỏ lắm, gia đình không có cho đi. Thùy Trang mới nói bây giờ không biết làm sao, cho nên là đốt 3 cây nhang. Con cũng hơi tâm linh chút xíu, là con đốt 3 cây nhang, con nói bây giờ trời Phật thương con, nếu mà 3 cây nhang này cháy hết thì cho con đi, con khăn gói con đi hát. Còn nếu như 3 cây nhang này nó tắt thì thôi con ở nhà, con không có làm nghề. Không hiểu sao Phật tổ thương, sao không biết, cháy hết 3 cây nhang, cho nên là con hành trang lên đường và từ đó làm ca sĩ chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Hay quá, linh quá, 3 cây nhang cháy được làm ca sĩ, bây giờ nổi như cồn Tân Long. Vô Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Ân tình cha mẹ rộng thênh thang, báo đáp ngàn năm cũng chẳng đồng. Nghĩa nặng bao la nghìn biển lớn, như vần nhật nguyệt phủ hư không. Trong những giây phút mà quý vị đã xa mẹ xa cha, bước vào với ngưỡng cửa cuộc đời đầy chông gai và nhiều cạm bẫy của thế gian, lúc bấy giờ người mẹ ở nhà luôn trông ngóng người con gái yêu thương của mình. Vậy thì giờ phút đó Thùy Trang ở nơi xa xôi có tâm sự gì nghĩ nghĩ về mẹ đang còn sinh sống ở tại quê nhà? Xin mời Thùy Trang. Dạ. Thùy Trang sống xa mẹ hồi từ lúc mà lập nghiệp, thì ba má ở nhà rất là thích nghe con hát, mà hồi đó nghèo lắm, không có được mà ngồi ở dưới khán giả mà xem Thùy Trang hát ạ. Ba má cứ mong là ước gì một ngày nào đó sẽ được lên Sài Gòn và ngồi ở dưới khán giả để xem con gái mình hát. Thì lúc mà má của Trang hấp hối thì lúc đó Trang đang bận biểu diễn ở nước ngoài không có về được. Thì khi mà không hiểu sao có một cái linh tính rất là lớn là ở bên đó cảm thấy là trong lòng mình rất là bồn chồn, nóng nảy, là không hiểu sao mà mình muốn trở về Việt Nam. Tại vì gia đình cũng giấu là không có cho Trang hay là má đang hấp hối ở nhà. Bởi vì hợp đồng đi biểu diễn thì đã có rồi, cho nên mình về thì sẽ hủy hợp đồng thì không có được. Cho nên là chờ tới cái ngày về ở nhà phải chích cái thuốc hồi sinh, chích cái thuốc gì để cho má khỏe, để chờ Trang về. Thì khi Thùy Trang về đến nhà thì tự nhiên sao má bỗng nói lên, là má hỏi, mình chưa hỏi thăm má mà má hỏi một câu là, lúc đó là Thùy Trang thứ 11 trong nhà, má hỏi là Một ơi, con đi về con có khỏe không? Má hỏi có như đó thì má trút hơi thở sau cùng. Thùy Trang cũng rất là tiếc, rất là hối hận khi mà lúc ba má còn sống, mình hứa là sẽ làm một cái album để tặng cho ba má. Không, vì công việc cứ cuốn theo mình cho nên là mình không thực hiện lời hứa đó. Bởi vậy sau này khi mà tới ba Thùy Trang còn sống cũng vậy, Trang cũng nói là Trang sẽ hứa khi mà má mất rồi thì Trang cũng sẽ làm một cái album để tặng cho ba. Thì cũng công việc cũng cuốn rồi mình cũng không làm được, rồi ba cũng ra đi. Cho nên là Thùy Trang rất là hối hận. Bởi vậy bây giờ hứa trong lòng là chuyện gì mình làm thì mình hãy làm, và mình không còn hứa nữa, để khi mà cái việc nó xảy ra rồi thì mình tìm không có ra được nữa. Sự hiện diện của mẹ và con là sự hiện diện nhiệm màu nhất mà thiên nhiên đã ban tặng giữa cuộc đời dông bão này. Hôm nay Thùy Trang đến với chương trình lễ Vu Lan năm 2019 với chủ đề Con muốn gọi mẹ. Không phải ai cũng có thể gọi được tiếng mẹ ơi đâu, xin thưa với tất cả quý vị. Có nhiều đứa bé mới vừa sanh ra, cha mẹ lại chết hết không còn.
thì làm sao nó được gọi hai tiếng mẹ ơi. Nhưng chúng ta còn được diễm phúc, còn được những niềm hy vọng khi được còn bên cạnh cha mẹ, được những hình ảnh đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng, thì chúng ta hãy nên trân quý và giữ gìn lấy. Đừng để một ngày nào đó khi giật mình cha hay mẹ chúng ta đã ra đi, rồi mình hốt hoảng khóc lóc, thì lúc bấy giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt muộn màng để tiễn cha mẹ về giấc ngủ nghìn thu vĩnh biệt. Hôm nay ca sĩ Thùy Trang đến với lễ hội Vu Lan, ban tổ chức lấy làm hoan hỷ và vinh dự cho bổn tự sáng hôm nay và giờ phút thiêng liêng này, không còn bút mực nào để nói lên hết được những tình yêu thương của mẹ dành cho con và những tình cảm đẹp nhất mà người mẹ luôn ấp ủ trong tim và hoài vọng đến con của mình mãi là người con luôn trưởng thành và thành được những gì tốt đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Vâng, nhân mùa lễ hội Vu Lan năm 2019 với chủ đề Con muốn gợi mẹ, thay lời cho ban tổ chức, thầy xin được chia sẻ và cũng như nói lên những tình cảm mà Thùy Trang đã mất đi một người mẹ kính yêu của mình suốt quãng đời hy sinh để lo lắng cho những người con thân yêu sau này trưởng thành khôn lớn. Kính lễ Đức Trưởng Lão Nhị Vị Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Nhị Bộ Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Thích Ngọc Tường, Trưởng Ban Tổ chức Pháp Hội Vu Lan hôm nay. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử thân mến, kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, mùa thu lại đến trong sự biến dịch tuần hoàn của vũ trụ đã gợi lên trong tâm hồn người con Phật một truyền thống báo tứ ân, một truyền thống báo hiếu sâu sắc hài hòa trên tinh thần biết ân và báo đáp thâm ân trong muôn một của cha mẹ, để thể hiện một tình yêu thương bao la trong sáng với nhiều khía cạnh trong mối quan hệ cuộc sống con người. Thì hôm nay tại Pháp Hội Đạo Tràng Chùa Thiên Phước, Đại Đức Thích Ngọc Tường, Trưởng Ban Tổ chức Pháp Hội Vu Lan, hiệp cùng toàn thể Phật tử xa gần trang trọng cung thiết Pháp Hội Vu Lan trước để cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn tịnh Đức Tăng, và đem công đức này để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời được quá vãng, hoặc cha mẹ còn sanh tiền cũng được tăng phước và tăng thọ. Xin toàn thể đại chúng trong Pháp Hội Đạo Tràng dâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay mùa báo hiếu Vu Lan lại trở về, chúng ta cùng nhau ôn lại những công đức hiếu hạnh của người con Phật. Trước hết đại chúng cùng tôi vận hết lòng thành kính hướng về mười phương Tam Bảo và chư hiền thánh tăng, đồng cầu nguyện cho cha mẹ bãi đời đã quá vãng hoặc còn sanh tiền cũng nương nhờ công đức này mà được phần tăng long phước thọ. Cổ đức có câu mộc bổn thủy nguyên, nghĩa là cây có cội
nước có nguồn, cây có cội mới đâm chồi nhảy lá. Nước có nguồn mới tủa khắp rạch sông. Hoàm làm người ai chẳng có tổ tông, ông bà, cha mẹ. Người trực tiếp sanh thân chúng ta ra cực khổ nhọc nhằn, nuôi nấng chúng ta thành dốc nên người thật hạnh phúc thai. Làm người con chúng ta thừa hưởng được những ân nghĩa thiêng liêng cao quý ấy. Qua lời dạy của thầy Phu Tử trong kinh thi có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cút ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Nghĩa là cha sanh ta, mẹ lại nuôi ta, công ân cha mẹ sanh ta ra cực khổ nhọc nhằn. Vì vậy muốn đền đáp cái công ân này cũng dí như vối lên trời cao chẳng cùng vậy. Trong giờ phút thiêng liêng cao quý này, tất cả những người con hiếu hạnh đang lắng lòng hướng về hình bóng cha mẹ của chúng ta trong mười phương pháp giới. Hôm nay nhân mùa Vu Lan trở lại cũng là một cơ hội để nhắc nhở cho chúng ta những người con Phật hãy dặn lòng và làm tròn câu hiếu đạo. Thưa đại chúng, chữ Vu Lan ở đây nguyên âm tiếng Phạn gọi là Olam Banoa, người Trung Hoa dịch là Vu Lan Bồ. Hay nói một cách khác dễ hiểu, nghĩa là cứu cái khổ nặng nề như bị treo ngược trong ba đường ác đạo. Olam Banoa, Vu Lan Bồ đều diễn tả cái cảnh khổ cùng cực của chúng sinh trong ba đường ác đạo. Như vậy Vu Lan Bồ chúng ta phải hiểu như thế nào đúng theo cái tinh thần nhà Phật. Kế đó chúng tôi nói cái nguyên nhân nào Phật dạy pháp Vu Lan, thì nhân cái mùa an cư kiết hạ sắp mãn, đại đức Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử của Đức Phật, từ khi theo Phật xuất gia tu hành tinh tấn chứng được lục thông. Một hôm đại đức liền nghĩ đến cái công ân của mẹ hiền. Không biết từ khi vĩnh biệt cõi đời này và hiện giờ người đang phiêu bạt nơi đâu. Đại đức liền dùng thiên nhãn xem khắp trong cõi nhân gian, thấu xuống địa ngục A Tỳ, thấy mẫu thân mình bị đọa đày trong cái cảnh ngạ quỷ, thật là vô cùng đau xót. Mục Kiền Liên liền trở về bạch Đức Thế Tôn được rõ đuôi đầu và cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp để mà báo hiếu cho cha mẹ thoát khỏi ba đường dữ. Thì bây giờ nhân duyên hội đủ, tất cả đại chúng đều an cư kiết hạ trong pháp hội kỳ viên. Nay đến ngày tự tứ, có đông đủ mười phương đại đức tăng già câu hội. Chính ngày đó là ngày chư Phật ba đời đồng quan thị. Vì lý do chư tăng sách tấn tu học, ba món tam vô lậu học được tăng trưởng, giới đức được trang nghiêm. Ngày đó con có thể dọn tiệc Vu Lan Bồn mà cúng dường trên chư Phật ba đời với cúng hiện tiền chư đại đức tăng. Nhờ công đức chú nguyện này mà mẫu thân con sớm sanh về nơi an lạc. Trong chánh văn kinh Vu Lan Bồn có nói: bạch Phật cụ trần như thị. Trần đây có nghĩa là gì? Nghĩa là phơi bày một cách tỉ mỉ chính xác. Chính vì đại đức Mục Kiền Liên đã thấy mẫu thân mình bị đọa đày trong cái cảnh ngạ quỷ đói khát, ngài liền lấy bát cơm dâng cho mẹ. Khi thấy cơm, bà Thanh Đề hết sức vui mừng. Bấy lâu nay khao khát phần thì sợ các loài ngạ quỷ nó giật ăn, cho nên một tay che đậy, một tay thì bốc ăn. Nhưng thật lạ thay, cơm đưa chưa đến miệng đã quá thành lửa, bà không có dùng được. Thì cái việc này thưa đại chúng, có nhiều Phật tử và nhiều vị tri thức họ thắc mắc.
Họ hỏi chứ tại sao cơm là cơm, chứ tại sao cơm hóa thành lửa? Phải không nè? Cái này khoảng khoa học, họ không chấp nhận. Mà nếu chúng ta không giải thích một cách tường tận để họ thấu hiểu, thì họ cho rằng đạo Phật chúng ta là đạo bi quan, yếm thế, tiêu cực. Nó không thực tế. Như vậy thì cái lửa này lửa gì thưa đại chúng? Mình đọc kinh Du Lan Phật dạy đó mà. Lửa gì? À, cái lửa này không phải là cái lửa thiệt hay là cái lửa củi than trong bếp, mà là lửa gì? À, cái lửa tham lam, cái lửa bỏng sẻn, cái lửa keo kiết độc ác của bà Thanh Đề đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ. Phật nói nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà, nghĩa là cái tội nặng của mẹ ông đã kết sâu trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ. Thì qua cái hình ảnh đau thương đó, Đại Đức Mục Kiền Liên chịu không nổi, liền trở về Tịnh Xá Kỳ Viên mới trình bày Đức Phật một cách cặn kẽ, được mắt thấy tai nghe tội nhân bị hình phạt trong địa ngục A Tỳ, và cầu Phật nhủ lòng thương xót chỉ dạy cho phương pháp để mà báo hiếu cho cha mẹ thoát khỏi ba đường dữ. Thì Đức Phật dạy Mục Kiền Liên sắm sanh quả phẩm trai duyên nhân ngày rằm tháng bảy để mà thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương tăng. Nhờ oai lực của mười phương tam bảo và niệm lực của đại chúng mà mẫu thân con sớm sanh về cõi trời an lạc. Cho nên có nhiều vị tăng già chứng từ sơ quả đến tứ quả sa môn. Ngày đó không chẳng những Đức Phật Thích Ca vui mà chư Phật ba đời cũng đồng hoan hỷ. Vì cái nghĩa trọng đại của nó là mạng mạch Phật giáo trong tương lai còn tồn tại hay không, chánh pháp của Đức Phật còn trụ được lâu dài trên cuộc đời này hay không, là do sức tu của các bậc tăng già và sự hộ trì đúng chánh pháp của quý Phật tử. Do vậy mà hàng năm cứ mỗi độ Vô Lan về ngày rằm tháng bảy, ngày tự tứ của chư tăng, thì tất cả Phật tử từ trong đất nước Việt Nam và lan rộng đến thế giới năm châu, vì cảm mến đến cái ân đức sanh thành, vì lòng chí thành chí kính của cha mẹ, của ông bà, của cửu quyền thất tổ, mà dâng lời Phật dạy, thiết lễ trai tăng cúng dường cung thỉnh mười phương tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, và tổ chức Vu Lan Bồn như lực như pháp mà cúng dường, thì cha mẹ bãi đời cùng cửu quyền thất tổ cũng nương nhờ công đức này mà siêu sanh thoát hóa. Cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc cũng nhờ công đức này mà tăng phước, tăng thọ và bồ đề tâm tăng trưởng. Nguyên nhân ấy mà pháp Vu Lan vẫn còn truyền mãi hơn 2000 năm, các nước Phật giáo Đại Thừa đều ảnh hưởng pháp Vu Lan này. Kể đó chúng tôi nói về cái công ơn cha mẹ. Như trong kinh Báo Phụ Mẫu Ân có chép rõ: hôm nọ Phật cùng chúng tăng đi trên con đường du hóa về hướng Nam nước Ma Kiệt Đà. Phật đi ngang cái triền núi Linh Thú, thấy có một đống xương khô, thì Ngài mới trịnh trọng lễ phép quỳ xuống lễ lại đống xương khô. Thì bấy giờ trong đại chúng có nhiều vị họ thắc mắc, họ hỏi chứ tại sao Phật là thầy của trời người, cha lành của bốn loài, ai ai cũng kính Ngài hết, sao mà Ngài lại xương khô chỉ vậy? Thì Phật nói: ta lễ lại xương khô là vì ta khỉnh lễ các bậc tiền bối. Vì trong đống xương khô này có xương của ông bà, cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh lên lộn lại không biết bao nhiêu lần. Mà trong này có xương của tất cả đại chúng nữa. Thì Phật mới biểu A Nan, ông sắp xếp lại có trình tự, có thứ lớp để xương người nam người nữ lộn xộn khó coi.
Thì ngài A Nan nghe nói mất hồn, đứng lấn cấn một hồi lâu mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: con không làm được việc đó. Phật nói cái chuyện dễ mà sao em không làm được? Bạch Đức Thế Tôn, khi con người ta còn sống đó thì cái hình tướng, điệu bộ, dốc dáng nam nữ rõ ràng, phải không nào? Còn khi mà họ đã chết rồi thì sao? Thịt này nó rã hết, chỉ còn một đống xương tàn rụi. Phật biểu con sắp sao con sắp mình sao các Phật tử? Chắc không hơn A Nan đâu, phải không nào? Thì Phật biết ôn tồn chỉ dạy cho đại chúng cái việc này dễ thôi. Tại vì các ông đọc kinh, các ông tụng kinh mà các ông không suy nghĩ, không quán chiếu, không tư duy, làm sao thấy được sự màu nhiệm đó. Thì Phật biết ôn tồn chỉ dạy cho đại chúng: đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà đen nhẹ xương âm dễ. Đó là cái lý do tới chừng đó đại chúng hỏi đủ thứ hết. Thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này: ngày xưa khi Đức Phật còn làm trong Đông Cung Thái Tử đó, thì Hoàng hậu Ma Gia mất sớm, cho nên ngài mồ côi, vì vậy mà ngài thương má ngài nhiều hơn. Còn cha thì khi thành đạo rồi thì phụ hoàng tịnh phạn mới ban hà, phải không nào? Cho nên trong kinh nào Phật cũng nói về tình mẹ nhiều hơn hết. Nhất là mỗi độ Vu Lan về mà chúng ta cài lên trên ngực một cái hoa hồng đỏ thắm đó, mình cảm thấy sao các Phật tử? Hạnh phúc vô cùng. Còn nếu rủi lỡ mình bất hạnh cài lên trên ngực một cái hoa hồng trắng, trắng tang thương đó, thì mình cảm thấy sao? Cảm thấy khổ tâm và bất hạnh vô cùng. Nhân đó mà Phật nói đến cái sự cực khổ của cha mẹ. Như hồi nãy các vị đã nghe ca sĩ đã diễn tả cái cuộc đời vô cùng khổ sở và lăn lộn nơi xứ người để tìm kế sinh nhai. Nhưng mà nỗi bất hạnh đã chồng chất trên vai của người ca sĩ, không đủ duyên lành may mắn và mất đi hai đấng sanh thành, và bơ vơ giữa trợ đời, vừa tìm kế sanh nhai và vừa để đi học, để tạo cái duyên lành, để tìm đến cái tương lai mai sau. Qua cái sự mà kể cho các Phật tử nghe, chúng ta vô cùng cảm xúc. Cho nên nhắc lại, nếu chúng ta còn cha còn mẹ bên cạnh, đó là điều hạnh phúc vô cùng, thưa các vị. Nhưng bây giờ chúng ta đang nghe tất cả các ca sĩ hồi nãy vừa kể vừa hát cho các vị nghe về công ơn cha mẹ rất nhiều. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để báo đáp cái công ơn cha mẹ đây? Đấy là một cái điều hết sức quan trọng. Trong cái mùa Vu Lan này, ý chúng tôi muốn nói cái điều đó. Như vậy thì cái người con mà muốn trả cái hiếu cha mẹ đó, thì trước hết chúng ta phải báo hiếu cho cha mẹ. Theo tinh thần nhà Phật có hai cái yếu tố căn bản, đó là báo hiếu bằng vật chất và báo hiếu bằng tinh thần. Báo hiếu bằng vật chất thì khi cha mẹ chúng ta còn sanh tiền, như hồi nãy Đại Đức trưởng ban tổ chức Vu Lan tổ chức mời ba cụ già lên ngồi để cho những người con rót nước trà để mà cho cha mẹ uống trà để thâm trầm và nhớ được cái sự cay đắng mặn nồng trong suốt cuộc đời hiện hữu trên thế gian này để nuôi con cho đến ngày hôm nay. Đây là nhắc lại cái công lao to lớn của cha mẹ phải chịu đắng nuốt cay để nuôi con cho đến ngày hôm nay, thưa các vị. Đấy là chúng ta phải làm như thế nào để báo đáp công ơn cha mẹ khi cha mẹ còn sanh tiền. Cái điều quan trọng là khi cha mẹ còn sanh tiền, cái điều kiện tất yếu là nơi ăn chốn ở, đấy là các Phật tử nhớ phải cực kỳ cung kính. Và cái thứ hai nữa là khi cha mẹ đến tuổi già, lúc yếu đó,
bệnh hoạn ốm đau cần phải có một người con để sớm thăm tối giếng, an ủi thuốc thang cho cha mẹ mình khỏi bận tâm lo về vật. Bởi vì cha mẹ hơn mấy chục năm suốt cả một quá trình nuôi con biết bao nhiêu công lao khó nhọc, giờ này chúng ta chỉ lo một phần nào để báo đáp. Đó là Đức Phật đã dạy báo hiếu bằng vật chất. Nhưng thưa các vị, báo hiếu vật chất chưa có phải là đủ, mà chúng ta phải tiến lên một tầng nữa là báo hiếu về tinh thần. Làm như thế nào tinh thần cha mẹ mình được nhẹ nhàng, được cao thượng hơn? Trong kinh Tăng Chi Nhất Hàm A Hàm trang 75, Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, báo hiếu cho cha mẹ bằng tinh, bằng vật chất chưa phải là đủ, mà báo hiếu bằng tinh thần. Khi cha mẹ chúng ta chưa quy tam bảo, anh em dòng họ thân tộc chúng ta chưa hiểu về Phật Pháp, chúng ta phải hướng cha mẹ, anh em nên quy tam bảo. Bởi vì quy tam bảo là một nơi nương tựa vững chắc về tâm linh. Trên thế gian này không có thể nào chúng ta nương tựa cái gì mà cho đầy đủ và nương tựa cái gì vững chắc được. Chỉ có ba ngôi tam bảo là Phật Pháp Tăng mới có thể đưa chúng ta đến cõi phước chân thường. Người có quy tam bảo thì mới thoát ra khỏi ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Người có quy tam bảo chúng ta mới trở thành một người Phật tử chân chánh, thương cha mến mẹ nhiều hơn. Cho nên mỗi độ Vu Lan về, các vị đến tất cả các ngôi chùa, các chỗ nơi tổ chức Vu Lan để chúng ta cúng dường gieo duyên tam bảo và dân pháp y ca sa để cúng dường cho chư tăng, để chúng ta hồi hướng cho cha mẹ chúng ta. Người đã chết thì xin về cõi tịnh, người còn sanh tiền hưởng phước và hưởng thọ. Đó là người con chí hiếu trong cuộc đời. Còn riêng bản thân chúng ta phải làm gì, thưa các Phật tử? Tức là chúng ta phải ăn năn sám hối những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Đó là chúng ta phải cố gắng giữ gìn oai nghi giới hạnh để tu tập, và phải phát bồ đề tâm để cúng dường tam bảo, gieo duyên tam bảo. Nhờ có cúng dường thì đời này đời sau chúng ta sanh lên được con người tốt đẹp, quý báu, sang trọng, của cải đầy có, không nghèo khổ nữa. Bởi vì nhân giả giả quả, nhân mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, tự nhiên là quả nó sẽ đến chúng ta với cái phước báo giàu có, sung sướng vô cùng. Làm được như thế chúng ta vượt xa hơn nữa, tức là chúng ta báo đáp cái công ơn của thầy tổ chúng ta. Mà cái công ơn này, thưa các vị, rất là to lớn. Ơn thầy hơn cả mẹ cha nuôi ta, đạo đức dưỡng ta tinh thần. Bây giờ muốn báo đáp cái công ơn thầy tổ, chúng ta phải làm gì đây, thưa các Phật tử? Tức là tăng ni Phật tử chúng ta phải tu hành đúng với chân pháp và phát huy trí tuệ vô lậu, đem sự hiểu biết của mình để dấn thân vào các hoạt động và cùng hưởng hạnh phúc an vui và nâng cao cái đời sống tinh thần, hướng dẫn tha nhân cùng bước lên trên con đường thánh thiện, và luôn luôn sống với cái tâm niệm rằng cuộc sống từ bi ta sẽ làm chim hót, sỏi đá khô cằn ta chuyển hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa cho vườn lạnh khô cằn, làm đuốc sáng soi dặm dài khi trăng lặn. Và đồng thời cái ngày lễ Vu Lan rất là gần với cái mốc trọng đại lịch sử cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh ngày 2 tháng 9, ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Tức là cái sự trùng hợp này cũng khơi dậy và nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến cái công ơn của những người nằm xuống. Suốt cả một cuộc đời tận tụy hy sinh vì sự ấm no hạnh phúc cho cộng đồng nhân loại. Đức Phật không phải dạy xuống mà chúng ta phải thực hiện
những cái hành động tri ân này. Cho nên có đoạn văn của nhà thơ Tố Hữu diễn tả như thế này: tôi buộc hồn tôi với mọi người để tình ban trải với ban mai, để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh thối đời. Và có biết bao nhà bác học, học giả trí thức trên thế giới để đóng góp về tài năng, về trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước trong mọi lĩnh vực. Ngày nay chúng ta mới có được cái cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn xưa. Nói chung là những người phát minh sáng chế khoa học kỹ thuật tạo ra mọi ngành nghề đem lại đời sống văn minh tiến bộ cho con người, đó là những bậc ân nhân của chúng ta. Tóm lại, ngày đại lễ Vu Lan có nghĩa là gì thưa các Phật tử? Tức là nhắc lại về cái khái niệm trên cái tinh thần báo tứ trọng ân để nâng cao cái trình độ tư duy của người học Phật. Đại đức Ngọc Tường đây tạo mọi điều kiện cho các hàng Phật tử chúng ta phát Bồ Đề Tâm, gieo Tam Bảo, cúng dường chư Tăng và dân pháp y ca sa để cúng dường cho chư tôn đức tăng ni sau 3 tháng an cư kiết hạ tu tập giới đức tròn đầy. Nhờ công đức này mà hồi hướng cho cửu quyền ông bà cha mẹ những người quá giảng được sanh về cõi tịnh, và những người còn hiện tiền như cha mẹ hoặc là thân bằng quyến thuộc đều được tăng phước, tăng duyên và tăng huệ. Một lần nữa chúng tôi xin thay lời chư tôn tịnh đức tăng ni xin kính chúc toàn thể đạo tràng Phật tử một mùa Vu Lan Thắng Hội tròn đầy công đức. Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.